Bài 20 tỷ khối của chất khí. Chúng ta ghi thứ ngày vào vở nha. Được chưa? Thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2021. Bài 20 tỷ khối của chất khí. Hả? À, thứ tư. À, thứ tư. Rồi, thứ tư. Thứ tư ngày 12 tháng 1, à, ngày 1 tháng 12 năm 2021, được chưa? Bài 20 tỷ khối của chất khí. Và ở đây chúng ta nhìn cho cô này. Ở đây cô có khí A, ở đây cô có khí B. Được chưa? Vậy làm sao chúng ta biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần? Được chưa nào? Vậy làm sao chúng ta biết được? Thì bài hôm nay nhá, chúng ta sẽ học về tỷ khối. Và sau khi chúng ta học tỷ khối xong thì chúng ta sẽ hiểu lý do vì sao khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần. Được chưa nào? Ai, ta quan sát cho cô. Quan sát. Được chưa? Vậy đây, Hồ Bình ơi. Rồi, được chưa? Vậy ở đây chúng ta thấy nè, có hai cánh tay. Hai, được chưa nào? Hai bàn tay, được chưa nào? Vậy bên này là khí hydro, bên này là khí oxy. Vậy khi chúng ta thả tay ra thì chúng ta xem thử bong bóng khí hydro sẽ di chuyển đi lên hay là đi xuống? À, bay lên trời. Còn bong bóng khí oxy thì như thế nào? À, rồi, đây chúng ta thấy. Đúng không? Vậy vì sao bong bóng đường khí hydro lại bay lên trời, còn bong bóng đường khí chứa khí oxy thì nó lại đi xuống? Và chúng ta quan sát cho cô nha. Ở đây chúng ta đi tìm hiểu cái đầu tiên, một la mã, một nhỏ. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? Nội dung đầu tiên, bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? Được chưa? Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? Vậy để so sánh khí A nặng hay nhẹ hơn khí B thì người ta sẽ dùng cái gì? Người ta sẽ so sánh tỷ khối nhá, tỷ khối của khí A so với khí B. Và tỷ khối người ta ký hiệu là chữ D nhỏ, D của A chia B. Được chưa? Vậy D của A chia B nó sẽ bằng khối lượng mol của khí A chia cho khối lượng mol của khí B. Được chưa? D của A chia B sẽ bằng M lớn của A chia M lớn của B. Được chưa? Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B thì người ta sẽ so sánh tỷ khối của khí A so với khí B nhá. Tỷ khối thì ký hiệu là chữ D nhỏ, D của A chia B. Và nó sẽ bằng khối lượng mol của khí A chia khối lượng mol của khí B. Được chưa? Rồi, vậy từ công thức, từ công thức tỷ khối của khí A so với khí B bằng khối lượng mol của khí A chia cho khối lượng mol của khí B thì cô suy ra, muốn tìm khối lượng mol của khí A thì cô sẽ làm như thế nào nhỉ? À, đúng rồi, nhân cho khối lượng mol của B. Được chưa? Muốn tìm khối lượng mol của khí A, chúng ta sẽ lấy tỷ khối của khí A so với khí B nhân cho khối lượng mol của khí B. Vậy nếu như cô muốn tìm khối lượng mol của khí B thì cô sẽ làm như thế nào? À, chúng ta sẽ lấy khối lượng mol của khí A, đúng không? Chia cho tỷ khối hơi, tỷ khối của khí A so với khí B, được chưa? Rồi chúng ta viết hai công thức suy ra này cho cô. Ghi hai công thức suy ra nhá. Chú ý, D của A chia B người ta gọi là tỷ khối của khí A đối với khí B. M lớn của A đó chính là khối lượng mol của khí A. Vậy khối lượng mol đơn vị là gì nhỉ? Khối lượng mol đơn vị là gì? Hả? À, đúng rồi, gam trên mol. Được chưa? Vậy tương tự, M lớn của B đó chính là khối lượng mol của khí B. Và khối lượng mol của khí B đó cũng là gì? Gam trên mol. Được chưa? Rồi, được chưa nào? Bây giờ chúng ta hãy dùng những từ nặng hơn, nhẹ hơn hoặc bằng để điền vào các chỗ trống sau. Ghi cái này vào vở cho cô nha. Vậy bây giờ chúng ta thấy là gì? Tỷ khối của khí A so với khí B lớn hơn 1. Vậy chúng ta thấy khí A như thế nào với khí B? Hả? Nếu
Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Tỷ khối hơi của khí A đối với khí B bằng M lớn của A chia M lớn của B, đúng không? Đúng không? Vậy nếu cái này lớn hơn 1 thì khí A như thế nào với khí B? Lớn 1. Hả? Chúng ta học rồi, nếu là một phân số, đúng không? Một phân số lớn hơn 1 khi nào? Khi tử như thế nào với mẫu? À, tử như thế nào? Phân số lớn hơn 1 thì tử như thế nào? Lớn hơn tử lớn hơn mẫu, đúng không? Đúng không? Vậy tử lớn hơn mẫu thì khí A như thế nào với khí B? Nặng hơn, nhẹ hơn hay là bằng? Chính xác, nặng hơn. Được chưa? Nặng hơn. Vậy nếu như là D của A chia B bằng 1, vậy khí A như thế nào với khí B? À đúng rồi, bằng. Được chưa? Vậy nếu như là D của A chia B nhỏ hơn 1 thì khí A như thế nào với khí B đấy? À đúng rồi, nhẹ hơn. Nhẹ hơn nhá. Rồi chúng ta ghi vào vở cho cô. Tỷ khối của khí A so với khí B lớn hơn 1. Được chưa? D của A chia B lớn hơn 1 thì khí A nặng hơn khí B. Nếu tỷ khối này bằng 1 thì khí A bằng khí B. Nếu nó nhỏ hơn 1 thì khí A nhẹ hơn khí B. Được chưa? Cho biết khí CO2 nặng hay nhẹ hơn khí hydro bao nhiêu lần? Vậy muốn so sánh khí CO2 nặng hay nhẹ hơn khí hydro bao nhiêu lần thì chúng ta sẽ so sánh cái gì nhỉ? Chúng ta sẽ so sánh gì? À, chúng ta sẽ so sánh hả? Khối lượng mol của ai? Khối lượng mol của khí nào? CO2 so với khối lượng mol của khí nào? À, hydro, được chưa? Vậy so sánh thì người ta sẽ dùng từ gì? Tỷ khối. Vậy tỷ khối ký hiệu là D. Vậy D của CO2 chia cho trên hydro nó sẽ bằng M lớn của CO2 trên cho M lớn của H2, được chưa? Được chưa? Vậy M lớn, khối lượng mol của CO2 bằng bao nhiêu? Cô mời bạn Khánh nào. Cô mời bạn Khánh nào. À, 44 gam trên mol, đúng không? Vậy khối lượng mol của hydro bằng bao nhiêu? À, 2. Vậy 44 chia 2 bằng mấy? À, bằng 22 lần, đúng không? Vậy chúng ta sẽ khẳng định lại một điều là gì? Khí CO2 à, nặng hơn khí H2 là 22 lần. Được chưa? Vậy đây chúng ta có chữ lần ở đây cho cô nữa nha. Hiểu cách làm chưa? Hiểu cách làm chưa con? Được chưa? Vậy muốn so sánh khí A nặng hay nhẹ hơn khí B thì chúng ta sẽ so sánh khối lượng mol của khí A so sánh với lại khối lượng mol của khí. Người ta cho tỷ khối của cái khí X với khí so với khí hydro bằng mấy? A bằng 16. Được chưa? Và đề bài hỏi chúng ta là cái gì? Tính gì? À, đầu tiên hỏi chúng ta là mỹ, đúng không? Và cái thứ hai là gì? À, x là chắc nào? Đúng không? X là chắc nào? Đúng chưa nào? Vậy ở đây đề bài cho chúng ta tỷ khối của khí X so với khí hydro bằng 16. Vậy từ đây ta có tỷ khối của khí X so với khí hydro bằng 16. Vậy từ đây nếu như cô muốn suy ra khối lượng mol của khí X thì nó sẽ bằng gì? Cô mời một bạn nào. Rồi cô mời một bạn khác nào. Cô mời bạn Bảo Trâm. Vậy ở đây từ từ. Vậy nếu như cô xóa bước này đi. À, chúng ta làm từng bước một. Vậy tỷ khối của khí X so với khí hydro bằng 16. Vậy điều này nó sẽ tương đương với cái gì nhỉ? Khối lượng mol của khí X, đúng không? Chia cho khối lượng mol của hydro bằng 16. Được chưa?
Vậy tiếp tục nào, nếu như cô suy ra khối lượng mol của khí X sẽ bằng gì? Khối lượng mol của khí X sẽ bằng gì đây con? 16 như thế nào với cái này? 16 nhân cho khối lượng mol của hydro, vậy sẽ bằng 16 nhân cho mấy? À đúng rồi, 16 nhân cho 2. Vậy 16 nhân cho 2 thì bằng bao nhiêu? 16 nhân 2. À 32. 32 đơn vị là gì? Đơn vị là gì? Khối lượng mol. Khối lượng mol đơn vị là gì con? Khối lượng mol, đúng rồi, gam trên mol. Vậy chúng ta đã tìm ra được khối lượng mol của X này chưa? Vậy khối lượng mol của X là 32 gam trên mol thì suy ra X là gì? X là ai? Chính xác, X là lưu huỳnh. Đúng không? Vậy lưu huỳnh, lưu huỳnh thì ký hiệu hóa học là chữ gì? Ký hiệu. Đúng rồi, chữ S. Vậy bọn con đã hiểu cách làm chưa? Hiểu cách làm được không con? Lớp ơi, có bạn nào thắc mắc gì không? Con ơi, cái này có bạn nào thắc mắc gì không? Được không? Ai được đưa tay lên cô xem nữa nào? Ai được đưa tay lên cho cô xem nữa nào? Vậy đầu tiên chúng ta sẽ viết cái công thức chính này ra, được chưa? Vậy tỷ khối của X chia hydro bằng 16 có nghĩa là gì? M lớn của X chia cho M lớn của hydro, có nghĩa là khối lượng mol của X chia cho khối lượng mol của hydro bằng 16. Hả? Từ đây chúng ta sẽ suy ra khối lượng mol của cái khí X sẽ bằng 16 nhân cho khối lượng mol của khí hydro. Được chưa? Vậy nó sẽ bằng 16 nhân 2 bằng 32. Vì ở đây là khối lượng mol nên đơn vị của nó sẽ là gam trên mol. Được chưa? Vậy 32 nó là lưu huỳnh, ký hiệu hóa học là S. Được chưa? Rồi. Là cái gì? À, nó là khinh khí cầu. Vậy chúng ta thấy là vì sao khinh khí cầu nó có thể bay được lên cao, đúng không? Đúng không? Vì sao nó bay được lên cao? Được chưa nào? Đây chính là khinh khí cầu. Được chưa? Vậy muốn biết vì sao nó bay được lên cao thì chúng ta đi qua phần tiếp theo, phần 2 nhỏ. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí? Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí? Được chưa? Vậy tương tự, muốn so sánh khí A nặng hay nhẹ hơn không khí thì chúng ta cũng đi so sánh gì? Tỷ khối của khí A so với không khí. Được chưa? Vậy tỷ khối của khí A so với không khí có nghĩa là D nhỏ của A trên cho không khí, thì nó sẽ bằng khối lượng mol của khí A chia cho khối lượng mol của không khí. Trời ơi. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ so sánh tỷ khối của khí A so với không khí sẽ bằng khối lượng mol của khí A chia cho khối lượng mol của không khí. Trong đó, được chưa? Cái này là khối lượng mol của không khí, mà khối lượng mol của không khí nó sẽ bằng 28 nhân cho 0,8 cộng cho 32 nhân 0,2 thì nó sẽ xấp xỉ 29 gam trên mol. Cái này chúng ta chỉ cần nhớ cho cô là được rồi. À, vậy khi nói đến cái tỷ khối của khí A chia cho không khí sẽ bằng khối lượng mol của khí A chia cho 2,29. Được chưa? Bởi vì khối lượng mol của không khí vậy có nghĩa là gì? Khối lượng mol không khí là khối lượng của 0,8 mol khí nitơ và khối lượng của 0,2 mol khí oxy. Nhá. Chúng ta ghi luôn chỗ trong đó đó cho cô. Chưa? À, bởi vì trong không khí nhá. Được chưa? Nó có 78% là khí gì? Nitơ. 21% là khí gì? Oxy, đúng không? 1% là khí khác, được chưa? Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Trong không khí nha, thì người ta tính ra là gì? Nó sẽ có 0,8 mol khí nitơ. 0,8 mol khí nitơ và có 0,2 mol khí oxy. Được chưa? Do đó khối lượng mol của không khí thì chúng ta sẽ lấy là gì? 0,8 mol khí nitơ nhân cho 28. Được chưa? Cộng cho 0,2 mol khí oxy thì nhân cho 32. Thì ở đây nó sẽ ra là xấp xỉ 29. Được chưa? Vậy chúng ta chỉ cần nhớ cho cô. Sao con?
là khối lượng mol của khí nitơ. Được chưa? Bởi vì chúng ta có gì? Bởi vì chúng ta có 0,8 mol khí nitơ ở trong không khí á. Được chưa? Và có 0,2 mol khí oxy. Được chưa? Được không? Vậy khối lượng của oxy, khối lượng của không khí sẽ bằng khối lượng của hai thằng này cộng lại. Nhá, sẽ bằng khối lượng của hai thằng này cộng lại. Thì khối lượng thì bằng số mol nhân cho gì? Khối lượng mol. Nha. Vậy cái chúng ta cần phải nhớ cho cô là gì? Khi nói đến không khí thì chúng ta cứ nhớ khối lượng mol của không khí là 29. Được chưa? Vậy muốn biết khí A nặng hay nhẹ hơn không khí thì chúng ta sẽ so sánh tỷ khối của khí A so với không khí bằng khối lượng mol của khí A chia cho 29. Được chưa? Chúng ta chỉ có hai công thức đó thôi. Chia cho 29. Nha. Rồi. Còn bạn nào còn thắc mắc gì nữa không? Có ai còn thắc mắc gì nữa không? Được chưa? Được không con? Được không? Vậy chúng ta học mấy công thức? Hả? Vậy nãy giờ chúng ta học mấy công thức? À thực ra là chỉ có mấy công thức thôi, hai công thức thôi. Muốn biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần thì chúng ta sẽ đi so sánh tỷ khối của khí A so với khí B, và nó sẽ bằng M lớn của A chia cho M lớn của B, đúng không? Đúng chưa? Và công thức thứ hai là gì? Muốn so sánh khí A nặng hay nhẹ hơn không khí thì chúng ta sẽ đi so sánh khối lượng mol của khí A chia cho mấy? Chia cho mấy con? 29. Vậy bài này có hai công thức đó thôi. Được chưa? Bài này chỉ cần nắm vững hai công thức này cho cô là được rồi. Nha. Rồi, chúng ta đi qua làm bài tập. Bài tập 1. Tính xem khí clo nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu? Hơn bao nhiêu lần không khí? Tính xem thử nào khí clo nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần không khí đây. Vậy muốn biết nó nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần thì chúng ta sẽ đi so sánh cái gì? Đây là gì? Tỷ khối của khí nào? À, clo so với ai? So với ai đây con? So với ai đây nhỉ? À, không khí, được chưa? Vậy ta có D của gì? Khí clo, đúng không? Trên không khí thì nó sẽ bằng gì? Bằng gì đây con? Bằng gì đây nhỉ? À, sẽ bằng gì? Khối lượng mol của khí nào? À, clo chia cho mấy? Chia cho mấy? Chia cho mấy con? So với không khí thì sẽ chia cho mấy? So với không khí thì chia cho mấy đây? Bảo Đô ơi, Bảo Đô. À đúng rồi, chia cho 29. Vậy khối lượng mol của clo là bằng bao nhiêu? Clo là bao nhiêu nhỉ? À, 35,5. Vậy 35,5 nhân cho mấy? Nhân cho mấy ở đây? Nhân cho mấy ở đây? À, nhân cho 2 chia cho 29. Vậy nó sẽ bằng bao nhiêu? Hả? À, bằng mấy? À, nó sẽ bằng 71 chia cho 29, đúng không? Đúng không? Vậy 71 chia cho 29 bằng bao nhiêu? 2, mấy? À, 2,45 lần. Vậy chúng ta khẳng định là khí clo nặng hay nhẹ hơn? Hả? À, vậy chúng ta kết luận là gì? Khí clo như thế nào? Nặng hay nhẹ hơn nhờ? Bảo Đô ơi, nặng hay nhẹ hơn?
nó lớn hơn 1. À, nó nặng hơn. Nó nặng hơn không khí là bao nhiêu lần? Không khí là 2,45 lần. Có cái gì khó không con? Có cái gì khó không? Ở đây chúng ta thấy công thức chúng ta rất là đơn giản, đúng không? Chỉ cần tính ra rồi tính là 16. Hả? 12 cộng đúng rồi, 44 chưa? 44 chia cho 29 bằng bao nhiêu? Xấp xỉ bao nhiêu? 44. 1,2. 1,2 lần. Thì chúng ta khẳng định là gì? Khí CO2 như thế nào? Hoàng My, Hoàng My ơi, vậy sau khi chúng ta tính tỷ khối của khí CO2 chia cho không khí bằng 1,2 lần, vậy khí CO2 nặng hay nhẹ hơn? Hả? Nó lớn hơn 1 mà. À đúng rồi. Vậy khí CO2 nặng hơn. Nặng hơn không khí. Được chưa? Nặng hơn không khí là 1,2 lần. Được chưa? Rồi làm một vở nha. Được chưa? Vậy nó sẽ là 1,52. 1,52, cái này do cô ghi thiếu nha con. Rồi 1,52. Được chưa? Đó là 1,52 lần nha. Rồi được chưa? Rồi chúng ta đi qua cái tiếp theo nha. Được chưa? Em có biết vậy trong lòng đất luôn xảy ra sự phân hủy một số các hợp chất vô cơ và hữu cơ, sinh ra một lượng lớn khí carbon dioxide. Vậy khí carbon dioxide này không màu nhá. Khí carbon dioxide là một khí không màu nhá, không có mùi. Được chưa? Và nó cũng không duy trì sự sống và sự cháy của người và động vật. Mặt khác, khí CO2 nặng hơn không khí 1,52 lần. Vì vậy, khí CO2 thường tích tụ ở đáy giếng khơi, trên nền hang sâu. Người và động vật xuống những nơi này sẽ bị chết ngạt nếu không mang theo bình dưỡng khí hoặc là thông khí trước khi xuống. Vậy chúng ta thấy là gì? Khi mà người ta làm gì nhỉ? Người ta khoan giếng á, đúng không? Người ta đào giếng á, được chưa? Người ta đào giếng hoặc là người ta nạo vét giếng, được chưa? Vậy trước khi xuống thì người ta thường làm gì? Người ta thường làm gì nhỉ? Người ta phải thông khí trước. Được chưa? Người ta phải thông khí trước nha, để cho cái khí oxy từ trên cao này như thế nào đi xuống. Được chưa? Bởi vì dưới đáy này chủ yếu là khí gì? CO2. Mà khí CO2 là không duy trì sự sống nha, nó không duy trì sự sống. Được chưa? Chúng ta chú ý cho cô nha. Vậy khi nói đến khí CO2, chúng ta chỉ cần nhớ cho cô những cái ý chính sau. Nó như thế nào? Nó là một chất khí như thế nào con? Không màu nhá, không mùi, nặng hơn không khí và không duy trì sự sống và sự cháy. Được chưa? Nó nặng hơn không khí nha. Rồi chúng ta đi qua cái ví dụ tiếp theo, ví dụ 3. Ví dụ 3, ghi đề vào vở. Ví dụ 3: một chất khí A có tỷ khối đối với không khí là 2,2. Hãy xác định khối lượng mol của khí A. Hãy xác định khối lượng mol của khí A. Rồi cô mời bạn Minh Khang nào. Minh Khang làm cho cô câu này thử nào. Ta có gì đây? Không khí bằng mấy? Bằng gì? Bằng khối lượng mol của khí A chia cho mấy? 2,29 bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu đây con? Đúng rồi, bằng 2,2. Vậy cái này nó sẽ tương đương với điều gì?
Vậy bây giờ đề bài đang hỏi chúng ta là gì? Hãy xác định khối lượng mol của khí A. Vậy khối lượng mol của khí A là xác định gì á? À đúng rồi, M lớn của A. Vậy muốn xác định M lớn của A thì ta bằng gì? À ta lấy 2,2 nhân cho 29 bằng bao nhiêu nhỉ? À 63,8. Vậy đơn vị là gì? À đúng rồi, chính xác, gam trên mol. Được chưa? Gam trên mol nha. Sau đó kết luận nhá. Vậy M lớn của A bằng 63,8 gam trên mol. Rồi, được chưa? Cái này cũng giỡn rồi, ta tự làm vào vở nha. Rồi, tự làm. Có gì khó không con? Có gì khó không? Hả? Có hả? Khó gì? Khó việc bấm máy tính à? Hả? Khó gì? Bởi vì nó quá dễ nên cô chỉ hướng dẫn sơ sơ thôi. À, cho tự làm cho nhớ. Cái này chỉ áp dụng công thức thôi mà. Sao Bảo Bảo? Bảo Bảo ơi, khó gì Bảo Bảo? Lú lú sao? Hả? Khó bài trước à? Khó bài trước là khó bài nào? Bài 19. Bài 19 cảm thấy khó à? Chưa thành thạo đúng rồi. Bởi vì cô đâu đã giao bài tập đâu. Bởi vì chúng ta mới làm mới có vài cái thôi, được chưa? Vậy từ từ chúng ta sẽ học xong những bài này, chúng ta sẽ làm bài tập nhiều, chúng ta sẽ quen cách bấm, được chưa? Rồi, ở đây chúng ta chỉ học các công thức thôi hả? Công thức mỗi ngày chúng ta sẽ được học những công thức nhỏ. Được chưa? Rồi. Tiếp theo. Bài số 1. Bài số 1, hãy điền số tích hợp vào ô trống ở bảng sau. Tỷ khối của khí A so với hydro. Được chưa? Vậy ở đây khối lượng mol của khí A là 64 gam trên mol. Vậy tỷ khối của khí A so với hydro là bao nhiêu? Là bao nhiêu nhỉ? Hả? Cô mời một bạn nào? Cô mời Nguyễn Hiếu thử nào? Vậy tỷ khối của A so với khí hydro bằng bao nhiêu? Này nó sẽ bằng khối lượng mol của khí A chia cho khối lượng mol của ai? À hydro. Mà khối lượng mol của khí A bằng bao nhiêu? À 64. Vậy 64 chia cho mấy? À bằng bao nhiêu? À 32. Vậy chúng ta sẽ điền ở đây là 32 được không? Được không? Nhá. Rồi chúng ta sẽ điền ở đây là 32. Rồi tương tự, nếu như cô có tỷ khối của khí A so với hydro là 22 thì khối lượng mol của khí A là bằng bao nhiêu? Thì khối lượng mol của khí A bằng bao nhiêu? À đúng rồi, 44. Được chưa? Rồi, nếu như cô có khối lượng mol của khí A là 16 gam trên mol, vậy thì tỷ khối của khí A so với hydro bằng bao nhiêu? À bằng 8. Đúng rồi, chúng ta chỉ cần chia cho 2. Tương tự, nếu như cô có tỷ khối của khí A so với hydro bằng 16 thì khối lượng mol của khí A bằng bao nhiêu? Rồi, vậy bây giờ cho biết khí A trong các trường hợp 1, 2, 3, 4 có thể là chất khí nào trong các khí sau đây? Vậy muốn biết nó là khí nào thì dựa vào đâu? Dựa vào khối lượng mol của nó, hiểu không? Dựa vào khối lượng mol của nó. Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? 64 gam trên mol nó là khí nào? Trong các khí này, vậy khí nào có khối lượng mol là 64 gam trên mol? Chính xác. Đó chính là khí SO2, được chưa? Là khí SO2 nhá. Rồi. Khí nào có khối lượng mol là 44 gam trên mol? Cái này chúng ta mới làm khi nãy, đúng không? Đó chính là CO2, rất là tốt. À,
Vậy khí nào có khối lượng là 16 gram trên mol? Đúng rồi. Bài tập số 2. Câu 1, khí nitơ nhẹ hơn khí nào? Khí nitơ. Tốt. 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 Hắn nhẹ hơn mà nó khoác thai. Trời ơi, nitơ là bao nhiêu? Nitơ 14 x 2 là mấy? 28. 28 mà hydro có mấy? Có 2. Rồi, C2H2 là bằng mấy? Áo hả? Chất nào sau đây nặng hơn không khí? Chất nào sau đây nặng hơn không khí? Chất nào sau đây nặng hơn không khí? Đó là gì? Rất tốt, đó là SO2. Đúng rồi, SO2, được chưa? Nặng hơn không khí sẽ là SO2 nha. Được chưa? Rồi, chúng ta quan sát tiếp cho cô câu 3. Để điều chế ra khí A, người ta sẽ lắp dụng cụ như hình vẽ. Khí A được thu trong thí nghiệm trên có thể là khí nào trong các khí sau? Được chưa? Vậy đây, khí A là khí nào? Vậy chúng ta quan sát cho cô. Vậy chúng ta thấy là gì? Người ta úp ngược cái bình này lại, đúng không? Vậy khi người ta úp ngược lại bình này thì theo con, khí này nặng hay nhẹ hơn không khí? Hả? Chính xác. Đúng rồi. Vì nó nhẹ hơn không khí nên người ta mới úp ngược lại. Khi thu nó người ta mới úp ngược lại. Vậy ở đây chúng ta nhìn trong 4 đáp án này, vậy ở đây điều chế khí A này là khí gì? Khí A này là khí gì? Chính xác. Khí gì? H. Đúng rồi.